Hi, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhật Đăng Lên. Và trong số ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan và trải nghiệm một căn nhà. Và một mí mọi người đây là chủ căn nhà này là một chủ thầu xây dựng khá là có tiếng như này. Và chú đã có thâm niên hơn 20 năm rồi. Và căn nhà chúng ta nó có vị trí khá là ok. Cái thứ nhất là nằm ở hẻm xe hơi. Cái hẻm này quay đầu được luôn nha mọi người. Xe 7 chỗ ra vô thoải mái. Và cái hẻm này thì nó nằm sát với cầu Phú Xuân, gọi là trên đường Huỳnh Tấn Phát, của nhà bè Thành phố Hồ Chí Minh. Ở vị trí này chúng ta có cực kỳ nhiều những cái tiện ích, tại vì nó nằm ngay trung tâm của thị trấn nhà bè. Và nó cũng nằm cặp sát với quận 7 nữa. Nên do đó là chúng ta có thể từ nhà di chuyển ra các quận khác thì cũng khá là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến ngôi nhà đó thôi. Xin mời mọi người. It got me stone cold. Giới thiệu qua một chút về ngôi nhà thì ngôi nhà có diện tích là 4 x 15 60 m², và nằm trên mặt tiền hẻm rộng 6 m, do đó là chúng ta có thể di chuyển một chiếc ô tô 7 chỗ đi thẳng vào trong nhà là chuyện rất bình thường. Và phần bên ngoài thì được ốp đá mà bồ nè, đó nhìn nó cũng khá là sang trọng. Và bên trong thì có hai hệ thống cửa, một là hệ thống cửa sắt 4 cánh và hệ thống cửa cuốn để đảm bảo được an ninh ở bên trong. Này đang mở rồi. Và đang ở trong cái phần gara ô tô đằng trước thì mọi người cũng thấy là ở bên trên á là được phủ một cái lớp khung bảo vệ và kính cường lực, nên do đó là vào ban ngày chúng ta có thể lấy được ánh sáng và không khí từ ở bên ngoài trực tiếp vào làm sáng cái khu vực này. Ngoài ra thì ở chỗ này chủ nhà họ đã chừa một cái khoảng sân khá là lớn nè. Thì cái việc mà chúng ta có thể di chuyển một chiếc ô tô 7 chỗ vào khu vực này đang nghĩ là nó cũng khá là thoải mái và dễ chịu. Thêm xe máy nữa thì cũng có sức chứa được nha mọi người. Gara ô tô và phòng khách thì được kết nối với nhau, nhưng mà ở bên dưới thì cũng có thêm một cái bậc tam cấp. Thì do đó là chúng ta di chuyển vào bên trong không gian sinh hoạt chung thì nó sẽ không có bị làm dơ cái khu vực bên trong này. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, và vị trí cầu thang thì được ép sát vô tường. Nên do đó là chủ nhà họ đã tận dụng cái phần dưới gầm cầu thang này để trang bị ở đây một chiếc tủ tivi nè. Thì theo đó thì ở đây nơi đây cũng có một cái hệ tủ để chúng ta có thể bỏ những cái chai rượu hoặc là những cái vật trang trí lưu niệm gì đó, kỷ niệm gì đó của chúng ta ở đây. Vị trí này thì chúng ta có thể đặt được một chiếc tivi 75 inch thì nó cũng khá là dễ chịu, nhưng với không gian mà ngang 4 như thế này thì chúng ta chỉ nên đặt một chiếc tivi vừa phải thôi để bảo vệ mắt, chẳng hạn một chiếc tivi 65 inch chẳng hạn. Khi mà di chuyển ở trong cái khu vực phòng sinh hoạt chung phòng khách á, thì đang thấy là ở chỗ này vẫn có thể di chuyển một cách rất là thoải mái. Nếu mà nhà có trẻ con á thì cái việc mà trẻ con chúng ta chơi trong nhà thì nó cũng khá là dễ chịu đó. Ngoài ra thì bên đây cũng có một cái bộ sofa hình chữ L. Bộ sofa này với kích thước rất là hợp lý so với cái khu vực không gian phòng khách này. Và ở bên đằng sau á của Đăng thì Đăng thấy là được ốp cái tấm này là tấm nhựa CVC, nó giả đá nè. Ở bên đây thì cũng có một cái tấm vân gỗ, nhưng mà cái này cũng là nhựa luôn nha mọi người. Thì đối với cái vật liệu nhựa thì chúng ta có thể bền, xài bền theo thời gian. Cái việc mà trang trí một cái không gian sinh hoạt như thế này thì Đăng thấy nó khá là hợp lý với những cái ra màu như là màu trắng, màu xám, màu xanh và màu gỗ. Những cái ra màu này kết hợp với nhau tạo được một cái không gian nó hiện đại nhưng mà nó sẽ không có nhàm chán theo thời gian. Ở đây thì cũng có một cái bình hoa nhìn nó cũng khá là mắt. Hoa này hoa giả nha mọi người. Hoa giả giờ người ta làm đẹp ghê. Ở bên dưới thì cũng được lót thảm nè. Khi mà để một cái bộ thảm dưới này thì nhìn cái không gian ở đây nó sẽ lịch sự và sang trọng hơn. Khi mà chúng ta có thể mời bạn bè tới thì nó cũng khá là hãnh diện đúng không ạ? Đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất. Bấm chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi.
Khi mà di chuyển tiếp vào cái khu vực phòng khách thì đang thấy là cái phần không gian tầng trệt được kết nối xuyên suốt với nhau, tạo một cảm giác rộng rãi nè. Và ở vị trí này thì có một cái hệ tủ trang trí. Ở trên đây cũng được trang trí khá là nhiều cây hoa. Lý do mà họ làm cái hệ tủ này để tránh đi cái việc mà từ ở bên ngoài á, người ta nhìn vào thấy được cái khu vực nấu ăn. Như mọi người cũng thấy thì cái không gian bếp này có một cái ánh sáng khá là tốt, bởi những cái hệ chủ nhà này họ đã làm những cái hệ cửa. Đây mọi người nhìn đi, nó có thể lấy được ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài vào cái không gian này. Khi mà vào ban ngày chúng ta sẽ có những cái ánh sáng tự nhiên khá là tốt. Khu vực bếp thì được làm bằng hệ tủ được kết hợp giữa màu trắng nè, và làm từ lớp acrylic. Cái phần gương này cũng được làm màu xanh. Những cái màu sắc này phối với nhau thì đang thấy nó khá là dễ chịu, đơn giản, dễ chịu. Ở vị trí này thì cũng có chừa một cái khoảng để chúng ta có thể đặt một chiếc tủ lạnh size by size dung tích hơn 600 lít, cũng khá là thoải mái. Ngoài ra thì ở cái phần tủ bếp thì cũng có những cái thiết bị inox phía bên trong. Nó sẽ mang được cái tính tiện lợi cũng như là sạch sẽ hơn khi chúng ta sử dụng thời gian lâu dài. Ở đây cũng có một chiếc máy hút mùi nè. Ngoài ra thì ở cái phần này thì Đăng cũng có rất là nhiều bạn á, là họ comment là tại sao là đặt cái tủ bếp vậy rồi mà không có cắt cái bếp, thì sẵn con số này Đăng nói luôn là không có biết là chủ nhân mới họ xài sử dụng cái bếp gì, chẳng hạn như là bếp từ hay là bếp ga hồi xưa, nên do đó là chủ nhà họ thường không có cắt cái phần này. Nếu như chủ nhân mới á, mà mua sở hữu ngôi nhà này rồi á, thì có thể mua một chiếc bếp đem tới đây thì chủ nhà họ sẽ hỗ trợ cắt theo cái khung bếp đó, cái theo nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Hoặc là chúng ta cắt sẵn rồi lúc đó đem cái bếp tới nó không vừa, phải tháo luôn cái mặt đá này đem bỏ và gắn cái mặt đá mới thì nó sẽ khá là tốn tiền. Ngoài ra thì ở bên đây cũng có một cái bồn rửa nè. Ở phía bên trên bồn thì cũng có những cái vật liệu inox được đặt như thế này, thì việc chúng ta rửa chén bát xong úp lên đây thì nó sẽ mang cái tính sạch sẽ hơn. Di chuyển trong khu vực bếp thì đang thấy có một cái cảm giác khá là dễ chịu. Tại vì nó cũng tương đối là vừa phải thôi, nhưng mà cái việc di chuyển nó cũng khá là dễ dàng. Vị trí này cũng có một cái bàn thông minh của thương hiệu Cozy. Thì khi mà gia đình chúng ta có nhiều thành viên tới đi dùng bữa thì chúng ta có thể mở cái bàn này ra và kéo ra thì nó sẽ nới giãn ra. Và cái bàn này cũng có sức chứa khoảng tầm 8 người. Ở đây cũng có sẵn 6 cái ghế này nè. Với một cái không gian mà được làm một những cái mặt thoáng nhiều á, thì nó sẽ mang được cái độ dễ chịu hơn khi mà chúng ta sinh hoạt bên trong nhà. Thì phần phía sau là vị trí giếng trời phía đằng sau. Đây là sân sau. Thì ở trên đây cũng được trồng khá là nhiều những cái loại cây trầu bà nè. Ở bên trên thì cũng được có khung bảo vệ để đảm bảo an ninh, cũng như là một cái tấm kính cường lực ở bên trên. Thì ở vị trí này chúng ta có thể lấy ánh sáng và gió không khí trực tiếp từ bên ngoài vào làm thoáng khu vực nấu nướng. Ở vị trí trước mặt Đăng thì cũng có một cái toilet của phòng khách với những cái thiết bị vệ sinh đã được trang bị sẵn. Và bây giờ chúng ta đã cùng trải nghiệm xong tầng trệt ngôi nhà, thì cùng Đăng di chuyển tiếp lên tầng 1 để xem bên trên họ bố trí như thế nào nhé. Xin mời mọi người. Chủ nhà này là một thầu xây dựng nên là chú có rất là nhiều những cái kinh nghiệm khi mà xây nhà. Thì cái việc đang thấy là từ cái việc mà đi lên cái phần cầu thang, thì những cái bậc cầu thang cũng làm với cái chiều cao vừa phải nên nó di chuyển lên nó cũng khá là dễ chịu. Nó rất là thích hợp với những cái người trong nhà có người lớn tuổi hay là trẻ con, thì cái việc di chuyển lên cả sân thượng thì đang nghĩ là nó cũng không mỏi chân đâu nha mọi người. Cái phần mà hành lang cầu thang thì được ốp đá ma bồ với sự kết hợp giữa hai màu sắc là màu vàng và màu nâu nâu, thì nó sẽ tạo cho không gian này nó cũng khá là sang trọng. Và cái phần hành lang cầu thang thì cũng được ốp cái tấm nhựa CNC giả đá nè. Với sự kết hợp với nhau như thế này nó sẽ không làm trống trải khu vực này, nhưng mà nó cũng nhìn nó cũng khá là lạ mắt. Chúng ta sẽ cùng vào phòng master. Chúng ta có 4 căn phòng với toilet riêng biệt được đặt bên trong hết nha mọi người. Và trong phòng master thì cũng được trang bị hết đầy đủ nội thất rồi nè. Và như mọi người có để ý kỹ không, từ ở bên dưới á, từ cái khoảng garage ô tô hay phòng khách này, nhà ăn hay kể cả trên phòng ngủ á, thì được đóng những cái trần thật cao, mang những cái họa tiết đơn giản, nhưng mà nó nhìn nó cũng khá là chi tiết. Và đối với Đăng thì Đăng đánh giá cao những cái loại trần này, như
cái trần mà khi mà làm như thế này nó sẽ có cảm giác nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta ở trong nhà. Phòng master thì được sở hữu một cái khoảng ban công bên ngoài như thế này, thì cái phần ban công được chủ nhà họ sử dụng là vật liệu là nhôm đúc nè, nên là ở chỗ này nó khá là chắc chắn. Tất cả các phòng bên trong ngôi nhà này đều có toilet riêng nha mọi người. Ở bên trong cái toilet này đã được trang bị hết đầy đủ những cái thiết bị nè. Và cái nền gạch được ốp đụng trần mang một cái đam màu là màu xám xám kích như vậy, thì nó đang thấy nó khá là sạch sẽ. Đây là cái căn phòng ngủ phụ đằng sau. Thì căn phòng này thì cũng đã được trang bị hết đầy đủ nội thất ở bên trong rồi nè. Tủ, giường, kể cả kệ tivi hay là bàn làm việc, bàn học gì đó cũng có sẵn. Ở bên phía bên anh camera thì cũng có một cái ô cửa sổ khá là rộng để chúng ta có thể mở ra lấy ánh sáng và gió từ ở bên ngoài vào căn phòng này. Ở trong đây thì cũng có toilet sẵn rồi nè. Và tầng 2 cũng sẽ giống như ở tầng 1 như thế này. Thì đang xin lướt vào tầng 2, chúng ta sẽ cùng di chuyển tiếp lên sân thượng ở bên trên nha. Tầng ở phần cao nhất ngôi nhà là sân thượng, thì ở vị trí này chúng ta có một cái khoảng ở đây để tận dụng cái khoảng ở đây làm phòng thờ chẳng hạn. Thì ở vị trí phòng thờ mà khi chúng ta đóng những cái cửa lớn lại đó, thì cũng có thể mở cái cửa này ra để làm thoáng khu vực này. Ở đây cũng có khoảng giếng trời khá là lớn nên là ánh sáng trực tiếp qua những cái ô cầu thang xuống dưới tầng trệt nha mọi người. Chúng ta có một cái khoảng sân thượng trước khá là rộng nè, và bên dưới được lót bằng đá với râm màu xám thì nó sẽ làm cho không gian ở đây nó sạch sẽ. Ở vị trí này thì như mọi người cũng thấy là chúng ta có thể thấy được ở đây có một cái view chung cư, và ngôi nhà chúng ta nằm hướng bắc nữa nên do đó là ở đây gần sông. Do đó là ở đây nó sẽ rất là mát mẻ và ban ngày kể cả buổi tối luôn nha mọi người. Sân sau thì được bao bọc bởi những cái khung bảo vệ này nè. Và ở trên đây thì cũng khá là mát mẻ, rất thích hợp để chúng ta có thể phơi đồ. Ở vị trí máy giặt thì cũng đã được trường ống sẵn. Ở đây cũng có một cái cầu thang để chúng ta có thể lên trên phần mái ở phía trên. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong một căn nhà với diện tích là 4x15 và được xây dựng một trệt hai lầu sân thượng với nội thất đã được hoàn thiện bên trong. Thì sau khi đang trải nghiệm ngôi nhà này, đang thấy ngôi nhà được thiết kế và được bố trí nội thất với những ram màu khá là ấn tượng. Ngoài ra thì cái việc mà đi bên trong ngôi nhà thì đang cảm nhận ngôi nhà này là một ngôi nhà khá là kiên cố. Thật ra thì nói cho mọi người biết là ngôi nhà này rất là gần với nhà Đăng, đi bộ vài bước là tới nhà Đăng rồi. Nên là từ lúc mà ép cọc tới lúc mà xây dựng ngôi nhà này thì thật ra Đăng thấy hết trơn á. Chủ nhà là một người thầu xây dựng khá là thân với bên Đăng. Chú đã có thâm niên rất là lâu rồi và làm ăn cực kỳ uy tín. Nên cái việc mà sở hữu một ngôi nhà như thế này là một điều khá là hợp lý. Ngôi nhà này đang được chào bán với mức giá là 5.7 tỷ. Và vị trí ngôi nhà thì cũng khá là tốt, gần kế bên quận 7 nè, tiện ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè. Khu vực này thì tiện ích cực kỳ nhiều để chúng ta có thể ở an cư thì cũng khá là hợp lý. Ngôi nhà thì Đăng cũng nói lại một lần nữa, ngôi nhà thì nằm trong cái hẻm 6m nên do đó chúng ta có thể di chuyển một chiếc xe 7 chỗ vào để bên trong nhà. Ngôi nhà vẫn có đủ những cái chỗ để chúng ta có thể để ô tô cũng như là xe máy ở bên trong và có những cái không gian sinh hoạt thoải mái hơn. Qua số này thì Đăng cũng xin trả lời một cái chị đã inbox rất là nhiều, comment rất là nhiều qua những cái video của Đăng. Thì chị có nói là như vậy, những cái thường là những ngôi nhà bán thì thường nó rất là tệ và chất lượng thấp. Thì sẵn số này thì Đăng cũng trả lời luôn với chị là tiền nào của đó. Đối với khi mà mua nhà mà mình mua những cái căn nhà rẻ thì chắc chắn không có cái gì rẻ mà tốt á. Hãy là người tiêu dùng thông minh. Những ngôi nhà thường mà chất lượng được người ta đầu tư chất lượng mà để bán thì anh thấy là nó không hề rẻ đâu. Nó cũng sẽ giá, nó cũng sẽ là vừa phải hợp lý. Còn đối với những căn hề rẻ thì chắc chắn là nó sẽ không tốt rồi đó. Ngoài ra thì đơn vị của Nhật Đăng Land thì chỉ bán những ngôi nhà chất lượng và tốt và chúng tôi thẩm định rồi nha. Nên là những cái ngôi nhà kém chất lượng thì chúng tôi không có bán. Nên là mọi người cứ yên tâm mà xem video clip, còn cần cái gì thì cứ liên hệ với số hotline 0908889386 để có thể đặt lịch đến xem trực tiếp ở ngôi nhà này có tốt hay không. Còn số này đã dài rồi thì Đăng cũng xin
Cảm ơn quý vị các bạn đã xem hết video lần này. Đăng xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những số sau. Nhật Đăng Lên, kết nối nhu cầu thực.